Vinh danh top 100 cao thủ bảo mật toàn cầu, Facebook mới đây đã đưa ra lời cảm ơn đối với một danh sách dài bao gồm khoảng 100 hacker mũ trắng. Khác với hacker mũ đen vốn thường tìm cách kiếm lợi mỗi khi phát hiện ra cách khai thác lỗ hổng của một hệ thống mạng, hacker mũ trắng sẽ gửi thông tin cho đơn vị vận hành hệ thống nhằm vá lại các lỗ hổng mà họ tìm ra. Thông qua hành động này, các hacker mũ trắng sẽ được ghi nhận về tài năng. Đồng thời, nhiều cơ quan, tổ chức cũng tặng kèm các khoản tiền thưởng tùy theo độ nguy hiểm của lỗ hổng cũng như đóng góp của hacker mũ trắng việc vinh danh đóng góp của các hacker mũ trắng được Facebook thực hiện liên tục mỗi năm một lần kể từ năm 2011 đến nay. Danh sách này bao gồm 100 người có đóng góp nhiều nhất trong việc phát hiện và vá lại các lỗ hổng bảo mật trên Facebook. Đáng chú ý khi có sự xuất hiện của ba người Việt trong danh sách hacker mũ trắng của Facebook năm nay. Ba chuyên gia bảo mật này bao gồm Hoàng Lâm vị trí 65, Khôi Dương vị trí 66 và Phạm Tiến Mạnh vị trí 84. Hồi cuối năm ngoái hai nhân viên thuộc Trung tâm An ninh mạng Viettel cũng đã được sướng tên trong top 100 cao thủ bảo mật thế giới năm 2018 do Microsoft công bố.